Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bây giờ anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Nhưng người đi trước mắng bảo anh im đi. Nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng người. Khi anh đến gần bên người, người hỏi anh: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Anh thưa: Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy. Chúa Giêsu bảo anh: Hãy nhìn xem lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Tức khắc anh thấy được và đi theo người và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay Thánh Luca vừa trình bày cho chúng ta về một lời cầu nguyện rất là tha thiết của anh chàng mù ăn xin ngồi ở bên vệ đường. Lạy Thầy Giêsu, lạy con vua David, xin thương xót tôi. Và tôi thiết nghĩ rằng đây không chỉ là lời cầu nguyện của anh mù ăn xin ngồi bên vệ đường, mà là lời cầu nguyện của tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Khi mà người ta rơi vào trong hoàn cảnh đau khổ, khi mà người ta gặp cảnh gọi là thập tử nhất sinh, thì không ai cho rằng mình là vô thần cả. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem anh chàng ăn xin gặp những khó khăn nào, và đứng trước những khó khăn anh đã sống như thế nào. Đó có thể là một bài học cho cuộc sống của chúng ta. Có thể nói, một trong những khó khăn trước mắt mà chúng ta có thể thấy nơi anh mù, đó là anh ta bị mù, nghĩa là bị một căn bệnh của thể xác. Thế nhưng dường như anh mù này không chỉ đau đớn trong cuộc sống của thân xác của mình mà thôi, mà bên cạnh đó có thể nói là đau đớn trong cuộc sống ở trong tâm hồn còn lớn hơn nữa. Bởi vì chúng ta biết, đối với những người Do Thái vào thời Đức Giêsu, những người bệnh hoạn tật nguyền bị coi là do tội của họ đã phạm cho nên bị Chúa trừng phạt. Ngược lại, những con người lành lặn, đó là những con người được Chúa thưởng, được Chúa ban ơn bởi vì họ sống tốt. Cho nên những người bệnh hoạn tật nguyền bị coi là những con người tội lỗi, làm cho dân chúng phải xa cách mình. Và chúng ta có thể thấy trước mắt những điều mà anh ta phải nếm phải về căn bệnh mù của mình. Trước hết đó là dường như anh không được nâng đỡ trong đời sống của gia đình. Bởi vì dường như gia đình không nuôi nấng, cho nên anh ta phải đi ăn xin ngồi ở bên vệ đường để nhờ những đồng tiền của người khác bố thí cho. Và bên cạnh đó, không chỉ là trong gia đình khước từ, mà ngay cả chính cuộc sống xã hội cũng vậy. Bệnh hoạn là những con người tội lỗi, cho nên tôi cần tránh xa. Và còn hơn thế nữa, khi mà anh biết Đức Giêsu sắp sửa đi ngang qua, thì anh đã hô lên: Lạy con vua David, xin Ngài thương xót tôi.
thì lập tức bị những người đi trước đó ngăn cản, hãy im đi, không được thốt lên. Và chúng ta thấy khi mà anh ta gặp những khó khăn trong cuộc sống của mình, phải chăng là anh ta bi quan chán chường lập và buông xuôi? Thưa không, càng bị ngăn cấm chừng nào thì anh ta lại càng hô lớn tiếng hơn chừng nấy, lại con vua David xin ngài thương xót tôi. Cho đến khi Đức Giêsu đã dừng lại và bảo anh đến, anh muốn ta làm gì cho anh? Và khi đối diện với Đức Giêsu thì chúng ta lại thấy một điều lạ lùng. Từ trước tới giờ anh mù ngồi ở bên vệ đường để làm gì? Thưa, để nhờ những đồng tiền mà nhờ đó mình sẽ có miếng cơm manh áo để kiếm sống. Nhưng mà giờ đây, khi Đức Giêsu hỏi anh muốn ta làm gì cho anh, thì giờ đây anh mù không xin tiền nữa, mà anh xin Chúa rằng hãy cho tôi được sáng mắt. Bởi vì anh mù cảm nghiệm được một điều rằng, khi tôi sáng mắt thì không chỉ là Chúa chữa cho tôi những căn bệnh của thân xác, mà chính Chúa cũng chữa tôi khỏi mọi quan niệm của người đời, bệnh là một cái tội. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng bài học của anh mù là một bài học rất đáng giá cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống xem ra chúng ta không mù lòa trong thân xác, nhưng mà biết đâu chúng ta cũng có rất nhiều những nỗi mù lòa ở trong chính tâm hồn của mình. Và đứng trước những nỗi mù lòa đó, tôi bị cản trở về những cái khó khăn trong cuộc sống, chúng ta đã thể hiện một thái độ nào? Phải chăng như anh mù, hay là tôi buông xuôi tất cả? Tôi thiết nghĩ rằng đứng trước câu hỏi này thì mỗi người chúng ta, lương tâm của chúng ta sẽ đối diện với Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta tự trả lời cho bản thân của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết ý thức giá trị của niềm tin, để rồi dù mỗi người chúng ta gặp những khó khăn thử thách như thế nào thì chúng ta vẫn giữ một thái độ tin tưởng cậy trong phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Amen.